1565, Pháp phổ thông, ngày khai giảng. Và thường nhắc hôm nay như sau. Một, đạo từ của Hòa Thượng Thầy Chiêu, chứng quanh từ ngữ thắng Pháp. Ba, thế nào là phổ thông? Bốn, giáo trình và phương pháp giảng dạy. Năm, dung hợp cách học cổ điển và hôm nay. Phần sáu là hồi hướng và hoàn mãn. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ khi mở đầu cho chương trình. Nam mô Bụt Thầy nhé. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Từ Siêu, đảnh lễ Chùa Tục Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi không có rõ là do cái nhân duyên nào mà tính tới tính lui thì rốt cuộc trong tuần lễ này chúng ta có hai cái giáo trình mới được khai giảng. Hôm nay chúng ta có giáo trình thắng pháp phổ thông và tôi là vị phụ trách cho môn học này. Mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có buổi khai giảng của giáo trình Pháp Cú Pali, tức là học phần Pali qua kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Từ Siêu. Cũng trong tuần này và liên tục ngày trước và ngày sau. Thật ra thì hai giáo trình này thì không có xa lạ đối với chúng ta. Thứ nhất là giáo trình thắng Pháp Cú là vốn đã được giảng trước kia ở trong lớp Phật Pháp Buddhadhamma, trước kia là Rung Diệu Pháp. Mà phải nói rằng khi kinh Pháp Cú là môn đầu tiên, hầu như lúc đó chúng ta chỉ có môn giảng ở trong lớp Diệu Pháp, sau này là lớp Phật Pháp Buddhadhamma. Nhưng mà lúc đó chúng ta tập trung vì ý nghĩa và duyên sự nhiều hơn là chúng ta đầu sâu vào Phật ngữ. Và khi này khi chúng ta học thì Hòa Thượng Từ Siêu sẽ có một phần chú thích rất là kỹ về Phật ngữ, thậm chí biết văn xuôi, sắp xếp lại thể văn xuôi, một cái điểm rất là đặc biệt và lợi lạc cho nhiều người học. Thì thưa quý vị, chúng ta trở lại với kinh Pháp Cú. Mặc dù đã có nhiều, chúng tôi được biết là có một vài lớp học khác, thậm chí là có cái lớp mang tên là Pháp Cú chuyên đề. Nhưng mà lần này chúng ta học thì chúng ta sẽ học với nhiều cái rất là mới mẻ. Riêng về thắng pháp thì trong thời gian qua chúng ta cũng đã học và đã đi một đoạn đường rất xa về thắng pháp. Khi mà Hòa Thượng Từ Siêu đã bắt đầu giảng qua phần duyên sinh, giáo lý duyên khởi theo thắng pháp. Nhưng mà thưa quý vị, cũng giống như trước khi chúng ta đã nói nhiều lần, một ở trong những cái lợi điểm mà chúng ta học Phật pháp qua podcast hay là qua online, đó là chúng ta có được cái cơ duyên để học đi học lại. Ở đây thì là một lớp học không có thi cử, không có bằng cấp. Và thật ra tất cả chúng ta đều học với một cái tâm nguyện là suy gẫm về lời dạy của Đức Phật. Mặc dù có môn này và môn kia, thậm chí là môn Phạn ngữ, thì chúng ta cũng dành rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm về Phật Pháp. Ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái lớp gọi là thắng pháp phổ thông. Và đây là một cái cố gắng của chúng tôi làm thế nào đó mà chúng ta có song song hai lớp thắng pháp. Một lớp thắng pháp toán yếu, và Hòa Thượng Từ Siêu để dạy cùng biên soạn, và chúng ta đã có một cái quyển sách mà có lẽ là trong thời gian ngắn sắp tới sẽ được in ra. Và chúng ta may mắn là được Hòa Thượng đã soạn quyển này và giảng trước ở trong group. Chúng tôi nghĩ rằng nhiều Phật tử sẽ được lợi lạc, giống như là chúng ta có quyển thanh từ đầu thoát yếu về. Bên cạnh cái lớp thắng pháp thoát yếu thì
chúng ta sẽ có phương pháp phổ thông như là một phần phụ trợ. Là chúng ta có hai cách giảng, một cách giảng rất là chuyên theo cái phương pháp đã có từ trước đến giờ là đầu sâu, và đó là lớp thắng pháp sẽ tiếp tục giảng như vậy. Còn một cái lớp mới mà chúng ta khai giảng như hôm nay, thắng pháp phổ thông, là chúng ta sử dụng những ý nghĩa, những cái khái niệm rất là quen thuộc ở trong kinh tạng cũng như trong đời sống hàng ngày để tìm hiểu về thắng pháp. Mà lát nữa chúng tôi sẽ trở lại sau đầu từ của Thượng Tọa Sư. Và như thường lệ, hôm nay chúng ta bắt đầu một môn học mới và rất cần để chúng ta có một bước bắt đầu với cái sự nhắn nhủ từ vị trưởng lão lớn nhất ở trong lớp Phật pháp, đó là Hòa Thượng Tọa Sư. Xin được thay mặt đại chúng kính cung kính Hòa Thượng Tọa Sư ban đầu tư cho buổi khai giảng ngày hôm nay, kính cung kính Hòa Thượng. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Hòa Thượng Chất Đẳng cùng chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta khai giảng một môn học mới. Gọi là môn học mới là tên môn học mới để cách giảng dạy mới giúp ngừa cái nội dung, thì chúng ta ôn lại những gì mà chúng ta đã học. Và rất có thể có những Phật tử cũng thấy rằng tại sao thắng pháp giảng gần xong một cái giáo trình, bây giờ phải trở lại học từ đầu, thì quý vị cảm thấy ngán. Nhưng thưa quý vị, một người thật sự sống trong pháp, suy niệm về Phật pháp thì không có lúc nào gọi là cũ. Bởi vì khi mà chúng ta học qua cái tác yếu A Tỳ Đàm thì quý vị nghe cách trình bày hết sức chuyên môn, chúng ta sẽ khó hiểu. Bây giờ chúng ta được dịp để chúng ta học lại, đi chậm lại, thì đó là một cái điều may mắn cho chúng ta nhiều. Bởi vì thưa quý vị, nếu mà chúng ta học Phật pháp mà chúng ta ngán một cái môn học, một cái bộ kinh đó hay là bộ tạng đó, chúng ta trong học qua thôi, đi qua cái môn khác mới mẻ xa lạ, thì như vậy những gì chúng ta đã học chúng ta lại quên hết. Thế là cả đời của chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta thấm nhuần được. Vì thế việc mà Hòa Thượng Giáo Đẳng sẽ hướng dẫn lại cái môn thắng pháp phổ thông
chúng tôi rất là hoan hỷ và chúng tôi rất là ủng hộ. Và cũng mong rằng các Phật tử chúng ta cũng rất hoan hỷ để được nghe, để được học trở lại. Quý vị có biết những cái môn học như là trường bộ hay là trung bộ chúng ta đã học qua rồi đó, thì không biết bao giờ chúng ta mới có dịp chúng ta học đáo trở lại. Chỉ có trung bộ vì rồi là một trường hợp đặc biệt là chúng ta học được khoảng chừng 50 mấy 60 bài, thì lúc đó vì lý do gì mà chúng tôi cũng quên rồi. Rồi chúng tôi quay trở lại học từ bài một, cho nên xem như là trong bộ kinh chúng ta học lặp đi lặp lại 2 lần. Còn như các cái môn khác thì chúng ta qua 1 lần chúng ta qua luôn. Chúng tôi hy vọng rằng cái môn thắng pháp không những là chúng ta học lặp lại lần này, mà sau khi hết lần này chúng ta còn lặp lại thêm nữa. Và để riết chúng ta sẽ quen cái chi pháp này. Cho đến khi nào mà chúng ta cảm thấy cái môn học thắng pháp nó hấp dẫn và như là một cái nguồn thức ăn dồi dào để cho chúng ta được bổ dưỡng cái kiến thức Phật pháp của mình, thì đến giờ lúc đó là chúng ta đã thành tựu được nhiều trong cái việc học pháp. Cho nên khi mà chúng ta học Phật pháp á, chúng ta phải lưu ý. Theo chúng tôi thì có 4 điểm mà chúng ta phải nhớ để chúng ta học Phật pháp. Một, là chúng ta luôn luôn học bằng cái niềm tin trong sạch, đúng với Phật, đối với pháp, đúng với tâm, đối tâm bảo. Bằng cái niềm tin đó chúng ta mới có thể học được thật nhiều điều hay ở trong giáo pháp. Nếu mà chúng ta thiếu cái niềm tin ở tâm bảo thì tâm quan vu là chúng ta sẽ không thể học và không thể hành được giáo pháp. Điều thứ hai nữa là khi mà chúng ta học thắng pháp nói riêng và học Phật pháp nói chung, dù cho những cái gì mà chúng ta đã từng được nghe rồi thì chúng ta nên có cái sự hoan hỷ, thích thú để chúng ta nghe lại. Chúng ta không biết chán. Thì như vậy là chúng ta mới thành tựu được cái việc học. Và cái điều thứ ba nữa là khi mà chúng ta học trở lại chúng tôi phải biết ghi nhận những điểm mới lạ ở trong cái phần mà trong cái khóa rồi chúng ta không nhớ không biết. Tại sao chúng tôi nhắc điểm đó?
là bởi vì có nhiều người họ sẽ ý lại rằng cái này đã từng nghe, đã từng học rồi, cho nên khỏi cần phải chú ý nghe nữa. Thế là quý vị sẽ bỏ qua những cái hay, cái mới, cái lạ ở trong cái cách trình bày mới. Quý vị sẽ bỏ quên đi. Thì nó uổng lắm thưa quý vị. Khi mà cái bộ môn thắng pháp mà chúng tôi dạy thì cái cách trình bày của chúng tôi nó khác. Và lúc đó quý vị thấy rằng là khô khan quá, cho nên quý vị không thể nghe. Rồi đến phiên và Thượng Giác Đẳng giảng dạy lại cái bộ môn đó, thì quý vị lại cho rằng cái môn này đã vừa học rồi, cho nên quý vị không thèm chút. Thế là quý vị không lãnh hội được lúc nào, không lãnh hội được cái tinh hoa nào hết. Cho nên ta phải chú ý để chúng ta thu thập những cái tinh hoa mới. Và cái điều thứ tư mà chúng tôi muốn khuyến khích cho quý vị Phật tử chúng ta là tư tưởng của chúng ta bỏ trống thì nó sẽ suy nghĩ về ngoại cảnh liên quan đến tham sân si, những cái nhà tư duy nó khởi lên. Bây giờ chúng ta tu tập là chúng ta làm sao để dẹp bỏ được cái tà tư duy đó, để cho phát sinh lên những cái tư tưởng thiện. Mà hãy chúng ta học Phật pháp á, thì không bổ bề ngang, không bổ bề dọc. Hãy chúng ta có cái sự chú tâm học tập, quan hỷ trong việc học tập, thì đó là cái tâm thiện sẽ sinh khởi, nó sẽ bổ ích hơn. Thay vì cái thời giờ này chúng ta bỏ cái máy để đó, chúng ta ra chúng ta nghỉ, hay là chúng ta xem tivi giải trí vân vân, thì chúng ta sẽ không lãnh hội được cái hay. Và trái lại, trong thời gian đó là cái thời gian mà cái tâm bất thiện nó sinh khởi, bởi vì chúng ta bị chi phối ngoại cảnh. Chi bằng chúng ta lắng tai nghe để chúng ta học Phật pháp, thì lúc đó tâm thiện chúng ta sẽ khởi sanh lên. Mà khi nào mà tâm thiện sanh khởi thì khi đó tâm chúng ta nó hoàn toàn là tốt đẹp, là tịnh hảo. Thì như vậy bốn điều mà chúng tôi xin được nêu ra để nhắc nhở, để khích lệ các Phật tử chúng ta cố gắng học cái bộ môn mới là thắng pháp phổ thông. Sẽ có điều mới lạ chờ đợi chúng ta ở phía trước. Bây giờ thì xin cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại để trình bày cái đề tài môn học. Nam mô Bụt Thầy. Sa tu kính trình Hòa Thượng Đại Sư. Kính bạch chư Tôn Đức và Thượng Viết Phật Tử, để mở đầu lâu ngày hôm nay, chúng mình xin mời tất cả quý Phật tử cùng với chư Tăng để tưởng nhớ về những bậc thầy đã đi trước. Các ngài đã dày công trong việc dịch thuật, nghiên cứu
giảng dạy một thắng pháp. Và có lẽ vị đầu tiên mà chúng tôi nhắc ở đây đó là Ngài Hòa Thượng Thích Sự. Ngày hôm nay tất cả chúng ta khi mà đi vào tất cả các cái giáo trình dạy về thắng pháp hay về diệu pháp đó, chúng tôi thấy có một điều rất là đáng tiếc là những vị mà dịch những cái bộ sách rất lớn, ví dụ như là cái giáo tài thắng pháp, giáo trình thắng pháp của Ngài Sattama Chodika, nhiều khi một cái người mà cầm sách đọc lên thì nghĩ rằng những danh từ ở trong đó là do các vị dịch thuật, nhưng mà thật ra phải nói rằng 95% có thể nhiều hơn nữa, đó là những từ vựng được dịch bởi Hòa Thượng Thích Sự. Và điều này cần được nêu lên. Bởi vì cái hệ mai hậu có thể học môn thắng pháp mà nghĩ rằng những điều vựng đó vốn đã có rất lâu, rất xa xưa. Chúng ta đào ở trong kinh điển chữ Hán ra đem lại đã xài lại đó, thì là một điều rất là đáng tiếc. Bởi vì trong lịch sử đương đại của Phật giáo Việt Nam đã có một bậc thầy tiên phong dịch nhiều chữ rất là mới và trình bày những khái niệm rất là lạ, và để lại cho chúng ta một kho tàng rất là đáng kể của nền Phật học Việt Nam, vì đó là Hòa Thượng Thích Sự. Mà chúng tôi nghĩ rằng một cách trực tiếp thì Hòa Thượng Thời Xưa, cá nhân chúng tôi và tất cả chư tăng ở đây đều hoàn toàn hiểu, hoàn toàn cảm kích và biết ơn này. Một vị khác mà chúng tôi muốn nhắc ở tại đây, Ngài vốn là một vị lãnh đạo tinh thần của lớp Phật Pháp Quốc Gia Tham Ma ở trong nhiều năm trước khi Ngài bệnh và Ngài mất, đó là sư trưởng hay là Pháp Sư Giác Cánh. Nếu mà nói về cái công trình để mà chuyển dịch cái thuật ngữ chuyên môn của môn thắng pháp, thì chắc chắn là Pháp Sư Giác Chánh hay là sư trưởng không thể so sánh gì được với Hòa Thượng Thích Sự. Bởi vì bản thân của Pháp Sư Giác Chánh là học trò và cũng là người thừa kế rất là nhiều cái công trình của Hòa Thượng Thích Sự để lại. Nếu không muốn nói rằng Hòa Thượng Giác Chánh là đã sử dụng hầu hết tất cả những thuật ngữ mà Hòa Thượng Thích Sự đã tiên phục đi đâu. Mà có thể nói rằng Pháp Sư Chánh là người trung thành với điều đó hơn ai hết. Nhưng mà thưa quý vị, những ai mà có sống, có biết về một cái giai đoạn lịch sử Phật giáo Nam Tông ở Việt Nam từ năm 70 cho đến cái này khoảng 10 năm trước khi Pháp Sư Chánh bị bệnh nặng, thì chúng ta phải thưa rằng Pháp Sư Chánh là một người có một cái công rất lớn là quảng bá, đào tạo và khích lệ tinh thần cho nhiều người phù hợp môn thắng pháp. Với những lớp vi diệu pháp đầu tiên được mở ở tại chùa Giác Quang ở bên Bình Đông, và sau đó ở chùa Trúc Lâm và ở nhiều nơi, thì sư trưởng là một người đã thúc đẩy việc tổ chức các lớp học đi ra khỏi phạm vi
của những ngôi chùa mà trực thuộc Hòa Thượng Thích Sự. Hòa Thượng Thích Sự này tập trung vào cái việc dịch thuật, nghiên cứu, và rất là hiếm hoi là ngày đêm môn vi diệu pháp giảng dạy rộng rãi ở bên ngoài. Nhưng mà chính Pháp Sư Ác Chánh là người đầu tiên đã tác động được sự yêu thích học vi diệu pháp ở tại chùa Giác Quang Bình Đông, chùa Trúc Lâm, và từ đó lan tỏa ra nhiều nơi. Và cũng có một thời gian dài, nhiều chục năm, sư trưởng đã cố gắng để làm thế nào môn học này không phải chỉ là một cái kiến thức sâu rộng mà bản thân của mình học riêng với Hòa Thượng Thích Sự, mà làm sao cho những cái tầng lớp kế tiếp, tức là những thế hệ trẻ, để thừa tiếp công việc này. Năm nay thưa quý vị, Hòa Thượng Thầy Sư 62 tuổi và chúng tôi 60 tuổi. Nhưng mà dù với cái tuổi như vậy, chúng tôi vẫn in đậm ở trong lòng cái hình ảnh của sư trưởng đã cố gắng như thế nào mà tác động được sự tha thiết học Phật Pháp, học môn thắng pháp của chư Tăng. Về điểm này thì chúng tôi phải nói thật là Hòa Thượng Thích Sự, mặc dù Ngài có tiên phong trong việc dạy thắng pháp, nhưng mà tạo ra cái nguồn cảm hứng cho những học trò và đệ tử tha thiết trong môn này, thì chúng tôi tin rằng cả Hòa Thượng Tự Siêu, chúng tôi cũng như là những vị khác đó, đều đón nhận rất nhiều từ sư trưởng. Và thưa quý vị, chúng ta phải nói thêm là có hai cái nguồn tư liệu rất là quý đến từ hai vị mà vốn không có chuyên về thắng pháp, đó là Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, theo lời của Hòa Thượng Minh Châu thì lúc Ngài ở Nalanda thì Ngài học với Ngài Cách Sắc về nhiều pháp, được phần tâm và tâm sở. Thế là nếu quý vị nào mà đọc Thắng Pháp Tâm Yếu Lượng tập 1 ấy, thì những chú thích và những giải thích của Hòa Thượng đó là vốn là dựa trên cái tư liệu mà Hòa Thượng học. Vừa qua tới Thắng Học Tập Yếu Lượng tập 2 đó, thì phần thích nghĩa tương đối là giới hạn, tại vì Hòa Thượng nói rằng Hòa Thượng đã không có học phần đó. Hòa Thượng chỉ làm công việc thuần túy một dịch giả. Và Hòa Thượng Minh Châu là một vị mà đã cống hiến rất là nhiều cho phần chuyển dịch kinh đạt. Và dĩ nhiên về điều này thì chúng ta thấy rằng Hòa Thượng để cho chúng ta những cái công trình vô giá qua những cái bản dịch của Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ương Tăng Di v.v. thuộc về kinh tạng Pali. Nhưng mà phần lục tạng và phần thắng pháp tạng thì Hòa Thượng không có đóng góp nhiều, ngoại trừ hai tập Thắng Pháp Tâm Yếu Luận mà Hòa Thượng dịch. Nhưng mà Thắng Pháp Tâm Yếu Luận đã mở ra một cái điểm mới về giáo khoa, một điều mà những cái giáo trình Hòa Thượng Thích Sự soạn dịch đó, nó nặng cái tính cổ điển rất là nhiều. Trong lúc đó thì Thắng Pháp Tâm Yếu Luận của Hòa Thượng Minh Châu đã dịch thuật với một cái bố cục tương đối sáng hơn, chuẩn mực hơn và gần hơn với cái nền giáo dục
mà chúng ta gọi là tân giáo dục, tức là giáo dục mới ngày nay. Thứ vì một cái tư liệu cũng rất là hiếm hoi khác mà chúng ta có được, đó là vi diệu pháp bất yếu. Thì tác giả là ngài Narada, là một nhà học Phật với một trình độ uy thông về thắng pháp. Nhưng mà dịch giả là bà Phạm Kim Khánh thì bác lại không có chuyên về môn vi diệu pháp. Thật ra thứ gì bác chỉ dựa lên trên những cái kiến thức về Anh ngữ, và dĩ nhiên là trong cái danh từ thắng pháp, và chỉ dựa lên trên kiến thức về ngôn ngữ thì không đủ đi chuyên chở. Dù sao đi nữa thì trước Thầy Vĩnh Lâm á, thì có được quyển Vi Diệu Pháp Toát Yếu cũng chỉ là tập 1 thôi. Về sau này tới đến năm 89 ở tại Hoa Kỳ đó, thì bác mới hoàn tất cái băng dịch còn lại. Thực tình thì ngày nay đó, cái nguyên tắc mà quyển Vi Diệu Pháp Toát Yếu của Narada đó đã không có được phổ thông nữa, bởi vì một nhà học giả khác mà giỏi về mặt ngôn ngữ, đổi phản ngữ và có học thắng pháp, và đồng thời có cái trình độ về tân giáo dục, đó là ngài Bố Thí. Ngài Bố Thí là một vị tăng người Mỹ gốc Cho Thái, và ngài đã sử dụng cái bản của Hòa Thượng Narada với một cái sự chú thích tốt hơn. Và cái bản Symposium of Abhidhamma của ngài Bố Thí đó sẽ trở thành một phần quan trọng, một cái nguồn tư liệu quan trọng trong cái thuyết trình mà chúng tôi sắp giảng dạy. Thì thứ gì, mặc dù chúng ta có một vài cái công trình khác cũng liên quan đến thắng pháp, đó là quyển Vi Diệu Pháp của ngài Hộ Tông, nhưng mà thật sự cái quyển đó thì chúng tôi không có xài được cái gì hết. Đó là một quyển sách rất là ngắn, dịch từ một cái bộ sách giáo khoa của người Campuchia, và bộ sách giáo khoa đã được ngài Sunat soạn ở trong một cái điều kiện rất là eo hẹp. Campuchia không phải là một quốc gia mà chúng ta gọi là có được biết nhiều về thắng pháp. Và cái quyển của ngài Hộ Tông soạn thì chúng ta nói rằng chỉ tương đối mà thôi. Như vậy thì trong cái ngày khai giảng hôm nay đó, trước khi mà chúng ta đi vào những cái phần chính nói về giáo trình, thì xin chúng ta thành tâm để tưởng niệm và nói lên niềm tri ân sâu xa đối với các bậc tiền bối, những vị đi trước đã phiên dịch, giảng giải, phổ biến môn thắng pháp. Đến ngày nay môn học này không là một môn mà hoàn toàn không được biết ở tại Việt Nam. Chúng ta phải hãnh diện mà nói rằng mặc dù cái con số chư tăng và Phật tử Việt Nam biết môn thắng pháp không có nhiều, nhưng mà ngày nay môn thắng pháp ở tại Việt Nam thì chúng tôi có thể cam đoan với quý vị rằng có một cái cơ sở nghiên cứu tương đối là chuẩn mực, tương đối là tốt, chứ không phải là những gì mà chỉ được biết một cách đại khái bên ngoài. Điểm này chúng tôi nói ra quý vị sẽ rất là ngạc nhiên, là trong Tam Tạng kinh điển ở Việt Nam á, thì chúng tôi tin rằng môn thắng pháp được nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn và rộng rãi hơn là cả Tạng Luật. Mặc dù Tạng Luật thì luôn luôn được phổ biến nhiều, nhưng mà lại không có được chuyên sâu như là Tạng Thắng Pháp. Về đây cũng là một cái mà tất cả chúng ta cần lưu ý. Bây giờ thì chúng tôi xin bước qua
cái danh từ gọi là thắng pháp. Thực ra thì chữ Abhidhamma không phải là tình cờ được phiên âm là Atidham. Khi người Trung Hoa họ phiên âm một chữ gì đó thì thường ở trong nó có một cái hàm ý là chữ dịch nó không có chuyên chở đầy đủ, do đó bắt buộc phải phiên âm. Nếu ví dụ như chữ Panya hay là chữ Pranya ở trong tiếng Sanskrit, tiếng Pali là Panya là trí tuệ, thì người ta âm là bát nhã. Mặc dù bát nhã ba la mật cũng được dịch là trí độ, nhưng mà chữ bát nhã đó lại có những cái ý nghĩa mà không thể dịch được theo cái giải thích của giáo lý bát nhã của Phật giáo Đại Thừa, do đó người ta âm đi. Trường hợp chữ Atidham cũng vậy. Atidham là phản âm của chữ Abhidhamma. Nhưng mà người ta thấy rằng dù dịch cái gì cũng không hài lòng. Khi mà chúng tôi mới vào chùa, mới học thắng pháp với Hòa Thượng Tịnh Sự, thì Hòa Thượng đã nói nhiều về những chữ liên quan đến Abhidhamma. Thí dụ như là vi diệu pháp, thắng pháp, vô tỷ pháp. Và Hòa Thượng lại chế tác ra một từ vựng tương đối rất là đặc biệt, mặc dù nó không phải được dịch từ chữ vi diệu pháp Abhidhamma, nhưng mà lại rất là đặc trưng cho môn học này, đó là chữ siêu lý. Ngày hôm nay nếu quý vị về Vĩnh Long hay về Sài Gòn, ở Vĩnh Long còn có chiều siêu lý hay là có dẫn được siêu lý. Mà trước kia chư tăng ở Việt Nam á, thì thường nói đến vi diệu pháp ít mà nói siêu lý nhiều. Chữ siêu lý đó Hòa Thượng dùng để dịch cho chữ Paramattha, mà chúng ta thường gọi là chân đế hay là pháp bản thể. Và pháp bản thể hay chân đế hay đệ nhất kỳ đế chính là một cái cốt tủy của môn thắng pháp. Dĩ nhiên là vì thắng pháp không phải chỉ dạy có Paramattha, chỉ dạy cái siêu lý, nhưng mà học thắng pháp thì phải học siêu lý. Thành ra ngày xưa đó, khi chúng tôi vào chùa đó, có đôi khi đi đó thì đây nghe các ngài nói môn học siêu lý, thì do cái chữ siêu lý là chữ Hòa Thượng Tịnh Sự ngài dịch ra và ngài phổ biến. Thì bây giờ chúng tôi thương như vậy là trước kia trong nhiều năm ở Mỹ, khi mà giảng giải môn này chúng tôi thường dùng chữ Atidham. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi nghĩ rằng tại sao mình phải dùng chữ Atidham? Bởi vì đó là một chữ phiên âm mà theo Hán Việt mình không đi trực tiếp mà phải đi vòng. Phật tử bây giờ học tiếng Việt và học tiếng Anh thì thay vì nói New York thì họ nói là New York, thay vì nói Ireland thì họ nói là Ái Nhĩ Lan, chữ Argentina thì ngày xưa nghĩa là Á Căn Đình, Brazil dịch là Ba Tây chẳng hạn. Thì bây giờ người ta không còn, người ta từ từ không còn đi đường vòng như vậy nữa. Thay vì nói New York họ nói là thay vì nói New York họ nói New York, thay vì nói Argentina họ nói, thay vì nói Á Căn Đình họ nói Argentina, thay vì nói là Phần Lan họ nói là Finland. Thì như vậy cho chúng ta thấy rằng thay vì dùng chữ Atidham thì chúng ta có thể đi thẳng vào chữ Abhidhamma. Dạ, Abhidhamma. Quý vị sẽ nghe chúng tôi nhắc nhiều về chữ này, tại vì đó là chữ Pali và chúng ta có môn Pali và chúng ta dễ đọc. Còn nếu chúng ta không nói Pali thì nói sang tiếng Việt thì thứ gì, một cái môn học mà rất là phổ thông từ xưa tới giờ
chúng ta được nghe rất nhiều lần, và cũng đặc biệt là do Hòa Thượng Bình Sự, Ngài đã viết ra, để Ngài đã dịch ra, đó là chữ vi diệu pháp. Chữ á phí là thu thắng hay là vi diệu, thăm má là pháp. Á phí thăm má là một cái bộ phận của giáo pháp nói về bản thể, do đó dịch là vi diệu pháp. Nhưng trước đây chúng tôi có trình bày cái gì đó là chúng tôi có nhận được câu hỏi từ những vị khác, nói rằng như vậy phải chăng chỉ có Thăm Má là vi diệu, còn những pháp trong kinh đạn là pháp tầm thường, không có vi diệu bằng, phải không? Thì thật ra chúng tôi rất là ngại về điều này. Chữ vi diệu đó ở trong tiếng Việt của chúng ta đó, nó thường là một tháng từ, nó thường chỉ cho một cái gì rất vậy. Chúng ta có thể ca ngợi môn áo vi thẩm, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không thể nói rằng những gì dạy trong kinh tạng không phải là điều vi diệu. Ngay cả chúng ta có chữ là tứ diệu đế hay là bốn sự thật vi diệu, thì ở trong kinh tạng cũng có nói về bốn sự thật vi diệu này. Và không bao giờ ở trong cái sự học Phật Pháp của chúng ta mà chúng ta xem nhẹ về kinh tạng hết. Không có. Do đó, khi mà chúng đưa ra cái pháp vi diệu mà nó là một thắng từ, chữ vi diệu là thắng từ đó, thì chúng tôi hơi ngại rằng có những người khác nói ồ như vậy, cái này là vi diệu, cái khác không vi diệu. Và do vậy, rất nhiều lần, nhiều năm, nhiều tháng đắn đo đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nên dùng chữ thắng pháp. Thật ra chữ thắng pháp cũng là chữ mà Hòa Thượng Tịnh Sự ngày xưa có đề cập đến, như là chữ vô tỷ pháp hay thắng pháp, và sư trưởng cũng vậy, mặc dù ít khi xài hơn là chữ vi diệu pháp. Thì thưa quý vị, chữ thắng pháp đó có một cái hàm ý. Hàm ý này là cho chúng ta biết một cái môn học mà như sư trưởng rất thường hay đưa ra cái thí dụ là kinh tạng đó thì giống như là rửa một ông thầy thuốc đi chữa bệnh, thì tùy theo bệnh nhân, tùy theo cơ địa, tùy theo căn bệnh mà kê toa hút thuốc. Nhưng mà học thắng pháp thì là Phật pháp được trình bày như là ở tại viện nghiên cứu, viện bào chế hay là trường y khoa có một lớp lang. Thì quý vị, trong cái danh từ mà của hán tạng đó thì kinh tạng chúng ta có thể nói rằng nghiêng về khế cơ, và thắng pháp tạng đó là nghiêng về khế lý. Khế cơ là cái gì được trình bày mà tương đối là dựa trên cái căn tánh của người nghe, nhưng mà khế lý là dựa theo cái lớp lang trình bày một cách chuyên mục, không phải y cứ trên người nghe. Một điểm mà có nhiều vị có học ở trong lớp Phật Pháp Bodhisattva Dhamma, thì thưa quý vị thấy là hai vị giảng sư ở trong lớp là Hòa Thượng Từ Siêu và chúng tôi đó, có hai cái cách trình bày, dù là môn thắng pháp hay là kinh đạn đó, thì có một chút khác biệt. Mà ở đây hôm nay chúng tôi cũng nói với quý vị để quý vị hiểu được, là khi Hòa Thượng Từ Siêu mà thường trình bày ở trong các cái buổi giảng đó, thì chúng tôi phải nói rằng Hòa Thượng nghiêng nặng về chế lý nhiều hơn, tức là Hòa Thượng nghiêng nặng về cái chuyên môn của kinh điển. Hòa Thượng sẽ không ngại để nói lên những cái góc cạnh rất là chuyên môn, rất là khó hiểu về phản ứng của vậy, thắng pháp của vậy, về kinh đạn của vậy. Khi Hòa Thượng trình bày thì Hòa Thượng dựa trên
cái cơ sở của kinh điển. Còn khi mà chúng tôi trình bày đó, thì thưa quý vị, chúng tôi không có đi xa cái ý nghĩa kinh điển, nhưng mà chúng tôi thường cân nhắc rằng những điều gì được nói đó, nó có gần gũi, nó có dễ hiểu, nó có thích hợp với đại chúng hay không. Thì chúng tôi không nói hẳn là hòa thượng rồi siêu nghiêng về khế lý, thuộc về khế lý chúng tôi thuộc về khế cơ, nhưng mà chúng tôi phải nói là đó là cái khuynh hướng có nghiêng về. Hòa thượng rồi siêu thì giảng nặng về khế lý, mà chúng tôi nặng về khế cơ nhiều hơn. Thí dụ như là ít bao giờ chúng tôi nói điều gì mà trong cái điều đó chúng tôi nói gì, chúng tôi nghĩ rằng nó quá khó hiểu với quý Phật tử. Còn hòa thượng thì siêu không ngần ngại để nói điều đó, và thường đặt nặng về vấn đề chuyên môn hơn. Thì điều này nó có chuyện gì đúng hay sai, không chuyện gì để khen hay khen dở chúng này hết, mà nó tùy thuộc vào cái cách giảng giải của mỗi vị, cái quan điểm của mỗi vị. Nhưng mà như lời của sư trưởng, thí dụ đó, thì kinh tạng đó giống như chúng ta nói cái thành ngữ là đo ni đóng dài. Đo ni đóng dài ở đây là tùy theo cá nhân về trường hợp và giảng giải. Nhưng mà thắng pháp đó, thì lại được giảng giải trong một cái bố cục, trong cái ngôn ngữ, ở trong cách trình bày mà không tùy thuộc vào cái căn tính người nghe. Mặc dù có đôi khi quý vị cũng nghe một vài cái chi tiết, ví dụ như chúng ta nói về duyên hệ, vô gián duyên, rồi nói về liên tiếp duyên. Có khi quý vị nghe mà thường tự siêu nói rằng lúc đó Đức Phật Ngài dạy điều đó, nhưng mà chưa thiên chưa hiểu, Ngài lại nói thêm, nói một vòng cách khác. Thì chuyện đó cũng có, nhưng mà con số đó nó hiếm lắm thưa quý vị. Đa phần là pháp được trình bày như một hệ thống. Như một hệ thống. Vì vậy chúng tôi nói như vậy là do cái chú trọng về pháp bản thể, do cái chú trọng về cách trình bày có hệ thống, nên thắng pháp đôi khi hơi xa lạ với một số người. Và mặc dù Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo Hán Tạng có dùng chữ khế cơ và khế lý, nhưng cái khế cơ và khế lý trong Phật giáo Đại Thừa không có lớn, không có rõ ràng như là kinh tạng và thắng pháp tạng của Tam Tạng Pali. Vì điều này đều là quý vị nên ghi nhớ. Vì vậy chúng tôi nhắc lại một lần nữa cái lý do mà chúng tôi không dùng chữ vi diệu pháp. Tại vì nhiều người nghĩ rằng cái pháp được giảng trong tạng Abhidhamma đó là nó vi diệu, nó cao siêu của pháp trung kinh tạng là tầm thường, là không có cao siêu bằng. Chúng tôi xin quý vị bỏ ý nghĩ đó. Ở trong kinh tạng chứa đựng rất nhiều pháp cao siêu, và thậm chí chúng tôi nói rằng người nào có học và có kiến thức, có hiểu biết đó, thì kinh tạng và thắng pháp tạng là bổ nghĩa cho nhau, chứ không phải là hai cái hệ thống giáo lý riêng biệt. Hiểu hai hệ thống giáo lý riêng biệt mà cái này thấp cái kia cao, cái này hay cái kia dở là hoàn toàn không đúng khi mà chúng ta nói đến thắng pháp và nói đến kinh tạng. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi lại muốn nói đến chữ phổ thông. Tại sao môn học này gọi là môn tăng pháp phổ thông? Khi chúng tôi dùng chữ phổ thông đó, là chúng tôi muốn nói đến một cái phương pháp giảng dạy, mà phương pháp giảng dạy đó sử dụng nhiều những cái khái niệm vốn quen thuộc với đa số Phật tử. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ngày xưa khi chúng tôi mới vào học môn thắng pháp, thì thưa quý vị, chúng tôi không hiểu tại sao mà
khi nói về tâm, một cái đơn vị cực vi là một sát na tâm. Sát na tâm đó được đo bằng thời gian đó, một khẩy móng tay tâm sinh diệt triệu điều cái. Thì ở trong cái tâm đó sao mà nó có thể chứa được nhiều những cái tâm sở mà ngài Đức Sư gọi là sở hữu tâm. Và có một lần chúng tôi đem chuyện đó nói chuyện với một vị tăng tương đối là có trình độ, bây giờ cũng là một vị hòa thượng lớn đó. Mà vị này thì không có biết nhiều về vi diệu pháp. Thì thưa quý vị, vị này mới nói với chúng tôi rằng học vi diệu pháp nhiều quá nói riết thì coi chừng bị loạn trí đó. Tại vì những điều ở trong vi diệu pháp nói đó, là không có trong kinh tạng bao giờ hết. Thí dụ như là tâm vương, tâm sở, tức là tâm và sở hữu tâm bằng theo ngôn ngữ tình sự. Thì chúng tôi rời chùa Kỳ Viên ngày hôm đó, buổi tối về chúng tôi có tâm sự, chúng tôi có trình lại với ngài tình sự. Thì ngài tình sự ngài cười, ngài mới nói rằng thật ra thì vị đó nói thì các vị đó không có hiểu. Và ví dụ như là ở trong pháp đề cập đến tâm và các tâm sở, tâm vương, tâm sở, thật ra nó chỉ là một lối nói khác thôi. Chứ nó chỉ là đề cập đến bốn cái danh quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì tâm á là thức quẩn, còn tâm sở là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Và cả năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức đều có nói trong kinh tạng hết. Nhưng mà khi mà chúng ta nói trở lại ở trong Tán Pháp Tạng thì chúng ta nói đến, thay vì nói sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì chúng ta vào đầu chúng ta học về tâm, rồi tâm sở, rồi sắc pháp. Nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ học về năm quẩn. Và những vị giảng sư mà dạy Tán Pháp thì hầu như vị nào cũng nói đi nói lại về năm quẩn hết. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong kinh tạng thì chúng ta không nghe nhiều cái chi tiết về thọ quẩn, về tưởng quẩn, về hành quẩn. Đặc biệt là về hành quẩn chúng ta không có nghe nhiều chi tiết. Và chúng ta cũng rất ít khi nghe cái sự liên hệ của thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn như thế nào đối với thức quẩn. Ở đây Thắng Pháp là cho chúng ta biết nhiều. Thì như vậy, chúng ta sẽ sử dụng cái khái niệm rất là quen thuộc về năm quẩn để chúng ta hiểu về tâm, về thuộc tính của tâm, về sắc pháp theo Thắng Pháp. Hay là những khái niệm như là nghiệp, khái niệm về phiền não, khái niệm về duyên, khái niệm về phước, khái niệm về phi phước hành, những chuyện đó đều có ở trong cả kinh tạng theo pháp tạng, chúng ta nhìn khác nhau thôi, nó có chuyện gì khác biệt hết. Và thậm chí cái điểm này là khi mà chúng ta học vào đọc ở trong kinh tạng đó, thì có rất nhiều cái phạm trù của kinh tạng đó, mà những phạm trù này cũng được nói theo lớp lăng, có cái bình diện đại loại ở bên ngoài có chiều sâu. Chúng tôi có nhiều lần đề cập đến quý vị chữ tứ đại chẳng hạn. Vì nào mà học về tứ đại đó thì chúng ta nghe rất rõ tôn giả Xá Lợi Phất và nhiều về kinh sách Đức Phật cũng đề cập đến. Có đôi khi địa đại được hiểu là đất đai, là sơn hà đại địa, là núi, là đất v.v. Phong đại được hiểu là gió, là phong ba, bão tố, cuồng phong, rồi lửa như là lửa cháy rừng, lửa đốt, lửa nấu nướng, nước cũng vậy, nước ao hồ. Nhưng mà có khi đề cập đến địa đại, phong đại, hỏa đại, thủy đại thì lại nói về thân thể của chúng ta. Đất là cái gì, rắn cứng như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt xương, rồi nước là mật đàm mũ máu, rồi
lửa, lửa tiêu hóa, chất ấm trong thân, rồi đó là những cái luồng khí vận hành ở trong thân chúng ta, đến tích lũy cho trong thân. Nhưng mà kinh tạng cũng nói đến một phạm trù mà chúng ta gọi là phạm trù bản thể. Có kinh tạng cũng nói rằng ở trong một hạt vi trần, một hạt bụi thì có đầy đủ cái tứ đại đất nước lửa gió. Ở trong lửa cũng có đất nước lửa gió, ở trong một giọt nước cũng có đất nước lửa gió. Thật ra chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cái cách nói đại loại và cách nói từ bản thể đó chỉ có trong Thắng Pháp và có trong toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Chúng ta nói về cái chết của một cái sống bắt đầu và cái lưu sống chấm dứt. Nhưng mà chúng ta nói cái chết, chúng ta nói về sự sanh diệt. Sanh diệt trong từng khoảnh khắc, sanh diệt trong từng dòng tư tưởng, sanh diệt trong từng cảm thọ. Thì như vậy là không phải cái phạm trù mà tường thức và bản thể chỉ có ở trong Thánh Pháp mà không có trong Kinh Tạng. Kinh Tạng có chứ không phải là không có. Đó là một thí dụ. Và chúng ta cũng nói như vậy là điều mà Thắng Pháp cho chúng ta biết rất nhiều về cái liên hệ giữa thân và tâm. Dĩ nhiên nó rất là vĩ mô, rất là ly chi, rất là bản thể. Nhưng mà Kinh Tạng lại cũng có đề cập đến những điểm này, chứ không phải là không có. Và do vậy nó sẽ là một điều rất là đáng tiếc khi mà chúng ta cứ khẳng định là Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng không có liên quan gì hết. Công việc của chúng ta là gì, thưa quý vị? Công việc của chúng ta là làm sao và bắt một cái nhịp cầu ở trong cái tư duy của chúng ta, ở trong sự học hỏi của chúng ta, làm sao thấy được cái này bổ túc cho cái kia, và cái kia nó cho chúng ta sáng hơn, rõ hơn về cái này. Chứ không phải là chúng ta nói là Kinh Tạng, Thắng Pháp Tạng là hai cái thế giới hoàn toàn liên hệ với nhau hết. Và chúng tôi nói điều này, chúng tôi nói điều này có thể chúng tôi phải xin lỗi quý vị là những ai nói rằng Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng không liên hệ với nhau đó, thì chúng tôi ngại rằng những vị đó họ không có kiến thức về hoặc là Kinh Tạng hoặc là về Thắng Pháp Tạng. Mặc dù cái trình bày của Thắng Pháp Tạng có rất nhiều điểm mà hết sức là tế nhị, hết sức là vĩ mô, nhưng mà điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Thắng Pháp Tạng và Kinh Tạng là hai cái bộ phận hoàn toàn tách biệt ở trong giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta rất cần để nhớ như vậy. Thì khi nói rất phổ thông đó, là chúng tôi cố gắng dùng một cái khái niệm quen thuộc, giống như là người ta dùng cái cây cung để họ diễn tả cái ná. Thì bây giờ chúng ta nói cái ná mà chúng ta diễn tả nó mệt quá, thì nếu có cách nào đó chúng ta dùng cây cung để diễn tả cái ná thì nó cũng tốt. Nên chi những khái niệm quen thuộc được sử dụng để minh họa, để giảng giải về những ý niệm xa lạ không phải chỉ có trong Thắng Pháp. Mà quý vị nhớ rằng Đức Phật Ngài đã nói về khúc gỗ trôi sông ra biển cả, nó có 8 điều chứng ngại. Ngài có nói về cái cách của người chăn bò nào gọi là người chăn bò giỏi, người chăn bò khôn ngoan, chăn bò tốt ở trong 11 pháp. Cũng giống như một vị tỳ kheo, giống như tăng chúng, có những yếu tố nào làm cho mình hướng thịnh, mấy cái đó đều có. Chúng ta phải dùng cái gì quen thuộc, cái gì phổ thông, và đừng bao giờ nói rằng Đức Phật Ngài giảng dạy Phật Pháp, Ngài dùng cái ngôn ngữ của Phạm Thiên, của Chư Thiên, của thế giới xa lạ nào đó mà chúng ta không biết. Có vô số thí dụ cho thấy rằng Đức Phật Ngài sử dụng thí dụ về tấm dạ vải, thí dụ về con nai, thí dụ về cái hoa sen, thí dụ về cái tràng hoa và một số thí dụ quen thuộc. Thì dùng cái quen thuộc để mà giải thích điều tế nhị, giải thích điều sâu xa, giải thích một điều mà tương đối không quen thuộc đó, chúng tôi gọi đó là cái cách của phổ thông. Dạ.
Vì vậy thắng pháp phổ thông ở đây đó là chúng ta sẽ học thắng pháp từ những khái niệm rất là quen thuộc. Một ngày nào đó bỗng nhiên có người hỏi rằng, à, tâm được hiểu thế nào qua thắng pháp, phiền não giải thế nào thắng pháp, nghiệp được hiểu thế nào thắng pháp, duyên được hiểu thế nào thắng pháp, chúng ta có thể nói rằng tương đối là chúng ta đã dùng những ý niệm quen thuộc để hiểu những điều mà tương đối xa lạ. Thì đó là một ở trong những cái tiêu chí của môn thắng pháp phổ thông này. Chúng ta đã nói về thắng pháp, chữ thắng pháp, và chúng ta nói về chữ phổ thông. Bây giờ chúng tôi muốn nói đến cái giáo trình và cái phương pháp giảng dạy. Thưa quý vị, xuyên suốt trong thời gian qua đó, quý Phật mà đã được nghe Chư Tăng giảng thắng pháp ở trong nhiều tháng, thì có lẽ chúng tôi đưa ra cái thí dụ này, quý vị sẽ cảm thấy có phần nào mình dễ hiểu. Đó là cái đồng Bồ Tát. Quý vị nào mà thấy cái đồng Bồ Tát đó, thì chúng ta thấy rằng nó có phần trên là cát, phần dưới cũng để chứa cát, nhưng ở giữa là cái eo. Cái eo này để điều tiết cho cái lượng cát mà nó từ ở phần trên đó, nó xuống phần dưới trong một cái thời lượng nào đó mà chúng ta có thể hiểu, đó là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, tùy theo cái đồng hồ. Nhưng mà cái eo đó rất là cần. Quý vị nghe hơi lạ tại sao chúng tôi dùng tới cái thí dụ đồng hồ cát. Thì thưa quý vị, chúng ta có một cái tạng thắng pháp với 7 bộ, và chúng ta cũng có sự trình bày quảng diễn thắng pháp qua các bài giảng với Chư Tăng. Nhưng mà giữa cái tạng diệu pháp mênh mông đó và cái hiểu, cái giảng của mênh mông chúng ta, thì chúng ta rất cần một cái eo nhỏ để điều tiết. Và cái eo đó chúng tôi tạm dùng để thí dụ cho cái quyển Thắng Pháp Tập Yêu Lực. Chỉ như quý vị nghe điều này rất là lạ, nhưng mà thưa quý vị, Hòa Thượng Minh Châu á, Hòa Thượng có viết trong cái tựa đề của Thắng Pháp Tập Yêu Lực Amkama Sangha đó, Hòa Thượng nói rằng Ngài Anuruddha khi viết bộ này là đã chẩn bệnh được cái chứng bệnh cổ điển. Chứng bệnh cổ điển là có khi có những điều mà nói một cách quá rời rạc, hay là quá cô độc, hay là không có bố cục rõ ràng, người ta không hiểu được. Công việc của quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó là làm sao để khiến cái điều dễ hiểu hơn. Nói đến điều này thì có 2 điều mà ngày xưa chúng tôi mới chuyện với sư Tuệ Khánh Thức Sĩ Giác Nguyên Tức Cười, là cái tạng diệu pháp thì có 7 bộ, thưa quý vị. Mà cái quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó là một cái tập thoát yếu, mà tương đối là ngắn, là gọn rồi. Mà thầy dạy của chúng tôi đó là Ngài Tịnh Sự đó. Khi mà Ngài dịch, Ngài còn làm một quyển. Mà ai học trò, học trò là được biết là quyển Diệu Pháp Lý Học. Nhiều lắm. Diệu Pháp Lý Hợp nó còn cô động hơn cái cô động này. Diệu Pháp Lý Hợp mà, thưa quý vị, chúng tôi nhớ rằng hồi chúng tôi còn nhỏ, còn trong chùa rồi, thì nó là một cái nó giống quyển bút lách nhỏ vậy đó, bút nhỏ in quyển sách nhỏ, và toàn là cái văn lục bát thôi. Và đã thắng pháp mà ta ước lượng mình đọc cũng đã chết rồi, mà ngài còn làm ngắn hơn, gọn hơn, cô động hơn. Thưa quý vị, nó còn khô hơn quyển kia nữa, giống như là học võ và học những cái bài thiệu vậy đó. Nên
chúng tôi phải nói là chúng ta rất cần một cái quyển sách, và quyển sách đó đó vừa cung cấp chúng ta một cái sự tóm lược, nó vừa cung cấp một cái bố cục cần thiết. Thì cái bố cục đó là chúng ta có cái quyển Thắng Pháp Cầm Biểu Luận. Và đây cũng là một cái một cái cơ duyên mà chúng tôi cũng sẽ làm như Hòa Thượng Tuệ Siêu đang làm với cái bộ với cái giáo trình Pháp Cú mà quý vị sẽ được chúng ta sẽ khai giảng ngày mai đó, là chúng ta sẽ có đầu tư nhiều hơn. Thì trong cái quyển Abhidhamma Sangaha đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng để dịch trong một cái ngôn ngữ mà chúng tôi muốn càng phổ thông càng tốt. Và chúng tôi sẽ ghi rất rõ về những chữ, những từ vựng, những thuật ngữ mà vốn đã được Hòa Thượng Thịnh Sự, Hòa Thượng Minh Châu và các vị dịch giả đi trước dịch. Và chúng tôi muốn quý vị Phật tử vừa có thể dùng những từ vựng rất phổ thông nhưng mà lại không có quên đi những cái từ ngữ chuyên môn mà các vị tiền bối đi trước dịch thuật. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng phải sử dụng rất nhiều những từ vựng của Hòa Thượng Thịnh Sự và một số Hòa Thượng Minh Châu. Nhưng mà rồi chúng tôi cũng sẽ có những từ vựng mình. Chúng tôi nghĩ rằng làm thế nào để quý Phật tử tương đối là gần gũi hơn, dễ hiểu hơn. Và thưa quý vị, chúng tôi trù liệu là nguyên cả Thắng Pháp Cầm Biểu Luận đó, nó sẽ gồm ở trong 108 bài kệ, ở trong 108 bài dịch. Và cái 108 bài dịch này thì hiện nay thì một tuần chúng ta học một bài, thì chúng tôi nghĩ là khoảng chừng 2 năm rưỡi thì chúng ta học xong quyển Thắng Pháp Cầm Biểu Luận. Và cái cách học mà chúng tôi sẽ sử dụng ở đây đó, bởi vì cái môn học này á, nó không giống như là trong kinh tạng. Do vậy chúng tôi sẽ theo cái cách là chúng ta có một cái bài đọc, một bài tụng, bài giảng và có một cái bài ôn. Khi này cái phần ôn á, mỗi lần mà chúng ta giảng xong một cái đoạn nào đó thì chúng ta cần ôn lại một số nét chính. Chúng tôi thấy rằng lâu nay ở trong lớp Phật Pháp Buddha-Dhamma đó, thì tương đối chúng ta có làm tốt một việc là chúng ta có thảo luận và chịu vị giảng sư chia sẻ. Nhưng mà sắp tới trong lớp Thắng Pháp thì chúng tôi nghĩ rằng sau một cái phần giảng đó thì chúng tôi sẽ nhờ quý vị MC đọc lại 3 hay là 4 điểm chính, những điểm chính mà được đề cập đến trong bài. Tại vì sao? Tại vì đây là cái phần tóm tắt mà đọc lại để nhớ. Người Mỹ, thưa quý vị, những cái môn học nhất như học Anh ngữ hay một số môn học đó, thì họ cũng có phần recite và review nữa. Review đôi khi chúng ta phải ôn nhắc lại, chúng ta phải đọc lại, phải ôn nhắc lại. Thì quý vị sẽ thấy những cái bài này nó khác. Cái phần mà bài ôn này đó, nó lại khác hơn với cái bài đọc của chúng ta chút xíu. Tại vì nó ngắn gọn hơn, nhưng mà nó chỉ rõ vào những điểm gì mà chúng ta cần phải trình bày. Và kỳ này, chúng tôi trong cái lớp Thắng Pháp sẽ mang trở lại bài trắc nghiệm. Bài trắc nghiệm này không nhất thiết là quý vị phải suy tư. Nhưng mà bài trắc nghiệm này, nó là một bài dựa lên trên những gì mà đã được viết. Nếu quý vị để ý một chút, quý vị sẽ trả lời được. Cái phần trắc nghiệm này đó, chúng tôi có áp dụng trước kia ở trong một số các lớp Phật Pháp. Thí dụ quý vị có 4 cái sự lựa chọn A, B, C, D. Quý vị sẽ lựa chọn một con nào đúng. Và
chúng tôi sẽ có cái đáp án, và sau đáp án đó, đó thì chúng tôi sẽ giải thích rằng tại sao chọn A mà không chọn B, chọn C, chọn D, và tại sao câu C, câu D, B, câu D nó có vấn đề nằm ở chỗ nào. Thì như vậy nó cũng sẽ giúp cho chúng ta đào sâu vào môn rèn nhiều hơn. Quý vị, trong cái phần thắng pháp này đó, trong cái giáo trình thắng pháp này đó, thì chúng tôi cũng làm một việc mà từ trước giờ chúng tôi chưa bao giờ làm. Đó là chúng tôi sẽ làm một cái câu lục bát, dạ, là một bài lục bát cho mỗi một cái bài dịch để quý vị có thể học thuộc lòng nhớ. Chúng tôi dựa trên cái kinh nghiệm mà ở gần ngài Tịnh Sự cũng như sư trưởng, thì nếu chúng ta có một cái bài văn lục bát ngắn mà chúng ta chưa học thì chúng ta nhớ nhiều. Có nhiều cái câu phần cô mà hồi nhỏ tới lớn thì chúng tôi học đó, là nhờ vào phong lục bát, như là của sư Tâm Cao ngày xưa, Thi Hóa Kinh Pháp Cú, hay là của sư trưởng. Và điều này đều rất lợi. Hồi nãy chúng tôi có nói rằng Hòa Thượng Tịnh Sự ngài cũng có một làm một cái bài thơ thiện lục bát đó. Thì cái bài lục bát là bài học thuộc lòng. Thì nếu chúng ta học Phật Pháp mà chúng ta chịu ôn, chịu nhậm, chịu học thuộc lòng là bài trắc nghiệm, thì tương đối là chúng ta xào đi xào lại thì chúng ta dễ nhớ hơn là chúng tôi giảng từ đầu chỉ có giảng tràn gian lại mà quý vị Phật tử không có đi nhớ hết. Thành ra trong cái giáo trình về thắng pháp phổ thông này, chúng ta sẽ có một số những cái cách học mà tương đối nó khác hơn là những cái môn khác. Bởi vì thật ra thì thắng pháp không phải là môn dễ đúc. Và giống như chúng tôi thường ví dụ với Phật tử là mình uống thuốc á, thì mình phải có nhiều khi mình phải có capsule, tức là thuốc con nhộng đó, ở trong đó là bột thuốc, hay là có những thuốc bột đường, hay là có nhiều khi uống thuốc độc cảm tán, ngoài cảm tán thì phải để dùng cái chuối mới uống như vậy hơn. Và bây giờ thì chúng tôi đề cập đến điều sau cùng là chúng ta nên dung hợp hai cái cách học của cổ điển và lớp học hiện đại. Thực ra cái nền tâm giáo dục có nhiều cái đó không có phù hợp với, nó không giống như mình giáo dục trước kia. Chúng tôi lấy ví dụ như là cái thời đại của các ngài đi trước, như ngài Hữu Giác, mà chúng tôi ở gần ngài đó, thì khi ngài học Phạn ngữ thì ngài học thuộc lòng rất là nhiều, kể cả những cái bài Túc Sinh Truyện và những cái câu kệ của chư vị Bồ Tát đó. Những vị Bồ Tát trong quá khứ nói phải học thuộc lòng đó. Và như quý vị biết rồi, cái môn pháp cú mà Hòa Thượng Tịnh Sự siêu giảng, thật ra đó ở các quốc gia Phật giáo Nam Tông đó, thì cái môn đó là chương trình sơ đẳng của Bali. Còn quý vị nào xuống dưới Campuchia, nó môn Thammapot tức là môn pháp cú thì học 3 năm và đa phần học thuộc lòng rất nhiều. Nhưng mà Albert Einstein là nhà bác học của thế kỷ vừa rồi đó, thì ông có nói một điều rằng những gì mà có thể tra cứu được thì tôi không cần phải học thuộc lòng, tức là để cho ốc đỏ ốc rảnh ra. Thì thưa quý vị, chúng tôi hoàn toàn không có áp dụng triệt để cái việc học thuộc lòng, và chúng tôi cũng hoàn toàn không có phản đối 100% cái trường học thuộc lòng. Chúng tôi tin rằng học thuộc lòng nó có cái lợi học thuộc lòng, nhưng mà đồng thời cứ cái gì cũng phải thuộc như cháu mà không hiểu ý nghĩa, cái gì mà thuộc nhân diễn, thuộc lòng nhân diễn mà không có hiểu ý nghĩa, đó là vấn đề đáng tiếc. Chúng tôi gặp rất nhiều vị sư đi học ở bên Thái Lan đó, và Miến Điện đó, đặc biệt bên Thái Lan đó, học thắng pháp, nhớ chi pháp rất rõ, nhớ tiếng Bali đọc rất nhiều, nhưng mà nghĩa thì các vị cũng có hiểu nhiều. Đây là vấn đề là một khi mà chúng ta bắt buộc phải học thuộc lòng nhiều quá mà chúng ta không có làm có cái cơ sở đi suy luận thì đó là điều đáng tiếc. Thật ra cái môn học của chúng ta đã áp dụng cả hai, thì học thuộc lòng là học cái gì nó tóm tắt, nhưng mà cái phần trắc nghiệm nó sẽ giúp cho chúng ta suy tư, và hai điều đó được áp dụng, chúng tôi xem là sự dung hợp giữa cổ điển và phương pháp hiện đại.
Bên cạnh điều này, thưa quý vị, chúng tôi cũng có làm một việc khác mà chúng tôi tin rằng nó sẽ dung hợp rất là nhiều. Đó là từ ngữ thì chúng tôi vẫn giữ nguyên từ ngữ Pali, nhưng mà những ý niệm thì chúng tôi muốn có những ý niệm mới. Dạ, những ý niệm mới. Thí dụ như là ngày xưa, thưa quý vị, chúng ta dùng chữ phá khóa là hữu. Cái chữ hữu á, phá khóa đó, thì được nghe nhiều, nhưng mà người ta hiểu rất là mơ hồ. Rất là mơ hồ. Tại vì sao? Tại vì đó là một từ vựng khó chứ không phải là dễ. Hay là hoặc là chữ, một cái chữ quý vị nghe rất là quen thuộc, chữ tham má là pháp. Rất khó có khi nào mà Phật tử nghe cái chữ pháp mà hiểu cái chính xác lắm. Thường chúng ta nghe mang máng thôi. Nhưng thật chữ pháp nó mang nhiều ý nghĩa. Lời Phật dạy cũng là pháp. Và cái gì mà tâm của chúng ta lãnh hội được, có trạng thái riêng của nó cũng gọi là pháp. Cái gì mà học theo lẽ đạo gọi là đúng pháp, thủ pháp thì nó cũng gọi là pháp. Chữ pháp có nhiều nghĩa lắm. Là khi chúng ta nghe nói lâu ngày thì chúng ta cũng mang mang. Do vậy chúng tôi tin rằng một ở trong những điều kiện rất là quan trọng là chúng ta sẽ kết hợp cả phương pháp cổ điển cũng như phương pháp ngày hôm nay. Là danh từ phản ngữ vẫn giữ, nhưng mà danh từ mà chúng ta dùng khi mà chuyển sang tiếng Việt, danh từ nó đủ gần gũi, đủ dễ hiểu, và nếu cần có chùa có chú thích phản hồi. Chúng tôi rất sợ là quý Phật tử đi vào một thế giới mà không phải chỉ xa lạ về ý niệm mà xa lạ về ngôn ngữ. Người Trung Hoa đó, họ nói là danh có chính thì ngôn mới thuận. Nhiều khi chúng ta đưa ra một cái từ vựng nó quá xa lạ đó, thì cái hiểu của Phật tử nó cũng khác đi. Thành ra về điểm này thì chúng tôi không có triệt để theo cổ điển hay triệt để theo hiện đại, mà chúng tôi tin là sự dung hợp, sự kết hợp. Và ở điểm nào có sự khác biệt thì chúng tôi sẽ cố gắng trình bày. Dạ, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày điều này cho quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin được tạm ngưng ở đây một chút để trở lại với chư tôn đức, những vị đang bắt khai trùng chương trình ngày hôm nay. Và quý vị chờ chúng tôi chút xíu nhé. Bạch Hòa Thượng từ xưa, không biết Hòa Thượng có còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng từ xưa có mặt ở trước máy, xin dạ. Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng Quang Hỷ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm của Hòa Thượng đối với vấn đề là chúng ta có thể nào mà dạy thắng pháp theo cái cách phổ thông được hay không? Hay là mãi mãi thắng pháp nó là một thế giới xa lạ? Và nếu chúng ta nghĩ đến thắng pháp là môn phổ thông thì theo Hòa Thượng nó có những cái trở ngại gì? Kính thỉnh Hòa Thượng. Anh đã bộ của thầy chưa? Kim Tùng Đức kính thưa quý Phật tử, thực ra thì Phật pháp nói chung và cái tạo thắng pháp nói riêng đối với người học Phật, nó không phải là xa lạ mới mẻ gì
có xa lạ là những cái từ ngữ thuật ngữ được sử dụng, với lại có những vấn đề được trình bày mà chúng ta ít khi đọc qua, như là kinh Tạng. Và vì ít khi được đọc qua cho nên bây giờ mới bắt đầu học thì chúng ta thấy là xa lạ. Chứ còn khi mà chúng ta đã có được cái cơ bản Phật học rồi thì thắng pháp cũng không phải là xa lạ. Nếu như nhà học giả Radevich thì ví dụ pháp là nói đến những gì trong thân ta, chung quanh ta và những gì ta muốn đạt đến. Tức là thánh pháp trình bày những cái gì ở trong thân này, là sắc, là thọ, là tưởng, là hành thức. Sắc ở đây gồm có đất, nước, lửa, gió, hay là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân. Rồi tâm sở, tức là chỉ cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà nói đến tâm đó thì phàm phu chúng ta hàng ngày sử dụng những cái tâm bất thiện hoặc là tâm thiện, hoặc là để thấy, để nghe, gửi đến đụng thì dùng cái tâm nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, để suy nghĩ, dùng ý thức, vân vân. Thì như vậy đối với chúng ta không có xa lạ gì cái vấn đề đó đâu. Cho nên khi mà chúng ta nói về thắng pháp phổ thông, chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là chúng ta sẽ đem cái gần gũi nhất, đời thường nhất ở trong cuộc sống và nó mang cái đặc tính của thắng pháp mà chúng ta đem nói chuyện. Thì như vậy người Phật tử chúng ta sẽ thấy gần gũi hơn. Nhưng mà trong cái gần gũi đó, chúng ta cũng không nên bỏ qua cái gọi là cái cốt lõi chuyên môn. Bởi vì nếu mà để cho gần gũi với đời thường và chúng ta diễn đạt, mà chúng ta cho quá nhiều cái thí dụ đời thường, lấy cái pháp tục đế, lấy cái pháp chế định để mà chúng ta nói chuyện, thì lâu dần chúng ta sẽ tạo thành cái khối xương để mà nó che cái tầm nhìn, không thấy rõ được cái ngọn núi, chỉ thấy mờ mờ. Có những người học vi diệu pháp á, nghe nói học vi diệu pháp nhưng mà họ chỉ biết lờ mờ, là bởi vì
họ cũng học theo cái cách mà các vị giảng sư ở phương Tây trình bày đó, và giảng theo cái cách để cho người ta hiểu theo cách phổ thông đời thường. Thời gian sau thì người đó họ sẽ không thấy rõ được cái chân tướng của từng cái tảng đá, từng cái hang động của cái ngọn núi, mà chỉ thấy cái hình dạng mờ mờ, tức là thấy được cái pháp, thấy trong pháp mà không có thấy qua cái khúc lỗi. Cho nên ở đây theo chúng tôi thì vì cái đặc tính của tâm pháp thì không có cái gì mà nó ngoài cái thân này, kể cả ngoài thân này, như chúng ta thấy là đất nước cây cỏ sỏi đá, những cái gì mà thuộc ngoài thân, cái đó nó cũng nằm ở trong cái phạm trù của sắc pháp, nó thuộc về cảnh ngoại phần, thì nó cũng không phải là cái vấn đề mới mẻ. Còn gần nhất mà chúng ta quen thuộc nhất, phổ thông nhất là cái gì? Chúng ta đã đọc qua kinh điển, kinh tạng, thì chúng ta cũng biết rằng cái gì thuộc về sắc, quẩn thọ, quẩn tưởng, quẩn hành, quẩn thức, quẩn, và nó bị chấp thủ, cái đó gọi là năm quẩn. Mà năm thủ quẩn thì đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Như vậy thắng pháp cũng có đề cập đến cái gì mà nó thuộc về sắc thọ tưởng hình thức, thì cái đó nó bị vô thường, của nó vô ngã. Cái gì đó thuộc về pháp vô vi thì cái đó là pháp tịch tịnh, upasambo. Như vậy thì khi mà chúng ta học thắng pháp mà để gọi là phổ thông, để chúng ta thấy rõ, chúng ta hiểu rõ cái phổ thông này, chúng ta nhớ mình thắng pháp vẫn đề cập đến năm quẩn. Với ba cái chân tướng, tướng của nó là vô thường, khổ đau, vô ngã. Và thắng pháp đề cập đến niết bàn với cái đặc tướng của nó là tịch tịnh, sạch tí, hay là upasama, upasamo, hay là sạch tí, lakhana. Những vấn đề này đâu phải là mới lạ, trong kinh tạng cũng có nói đến kia mà. Tức là khi nói đến quán vô thường, khổ não, vô ngã, thì ở trong bài kinh Kirimanda vẫn có nói đến. Và khi niệm về các pháp đoạn diệt, ly tham, tức là niết bàn, đặc tính của niết bàn, cũng có ở trong bài kinh Kirimanda. Thì do đó cái điểm chung nhất của giữa tạng kinh và cái tạng thắng pháp là chúng ta thấy
đều đề cập đến ngũ uẩn là vô thường, khổ đau, vô ngã, và niết bàn là tịch tịnh, chỉ vậy thôi. Cho nên nếu mà chúng ta nắm được cái chỗ đó đó, thì cái chuyện mà chúng ta học nó không có mất đi cái sarat, tức là cái thực chất hay cái cốt lõi của thắng pháp, mà chúng ta vẫn có thể hiểu được như là một cái giáo pháp, một cái giáo lý phổ thông, một giáo lý phổ thông. Thì đó là những cái chia sẻ của chúng tôi qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Xin thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bổn Thầy nha. Sa thú kính trân Hòa Thượng Đại Sư. Thượng Tọa Tư Quyền, không biết Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tư Quyền đang có mặt trước máy, xin thỉnh Hòa Thượng chia sẻ một vài điều nhân buổi khai giảng ngày hôm nay. Một lần nữa xin hỏi Hòa Thượng Tư Quyền có nghe được không? Có lẽ là Hòa Thượng Tự Quyền không nghe được. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không? Dạ. Sư Nguyên Thông, ở trong việc mà dạy học á, thì Sư Nguyên Thông nghĩ rằng cái khả năng mà ôn bài, cái khả năng học thuộc lòng bài đó, nó quan trọng như thế nào đối với người học? Sư Nguyên Thông sẽ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm về điểm này nhân khi mà chúng ta nói về giáo trình dạy thắng pháp và cái phương pháp giảng dạy không? Xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, câu hỏi rất là hay. Kính thưa Sư Phụ, trong vấn đề học hỏi thì cái vấn đề mà ôn tập hay là học bài ở nhà đó, là cái điều đó là rất là cần thiết. Là bởi vì là nhờ cái ôn tập, nhờ cái lặp đi lặp lại, thì mình nhờ cái lặp đi lặp lại đó, nó nhớ. Và chẳng những lặp đi lặp lại mà lại phải viết ra nữa. Viết ra rồi học thuộc. Thì những cái điều đó nó làm cho chúng ta có thể là nhớ lại rất lâu. Thường thường nếu mà chúng ta được cho một cái số vào khoảng chừng 20 tên, thì chúng ta đọc qua, sau khi đọc qua rồi vào khoảng chừng 1 phút 2 phút sau thì chúng ta chỉ còn nhớ có 5 tên thôi. Thì cái đó là cái forgetting, là cái mà cái quên đi trong cái tâm thức của mọi người, thì cái đó là chuyện bình thường. Vì vậy cho nên nếu mà muốn nhớ, muốn mà nhớ hoài thì phải lặp đi lặp lại cái mà repetition để mà mình nhớ hoài, thì cái chuyện đó là chuyện bắt buộc. Vì nếu mà chúng ta không có tập đi lặp lại để mà ôn nhớ và viết đi viết lại, thì chúng ta không thể nào mà nhớ những cái bài mà các sư đã giảng dạy cho chúng con. Vì vậy cho nên cái điều này là sư phụ đã hỏi con một câu mà có ích lợi cho những người có mặt trong này để nghe. Là vì chẳng những là cái Abhidhamma là một môn có thể nó là khó nuốt, nhưng mà nó rất là quý báu. Là tại vì cái đó hồi nãy sư phụ nói là cái là khế lý, tức là cái theory, là những cái điều mà chúng ta phải hiểu biết. Chứ nếu không hiểu biết thì chúng ta khó gọi là make sense, khó làm, khó hiểu được những cái điều mà chúng ta đã học tập trước đây. Vì vậy cho nên khi mà sư phụ đã giảng dạy cho những cái bài học, thì con nghĩ là tất cả chúng con ở đây đều phải học tập rồi chép lại, rồi vừa chép vừa viết và học ôn lại nhiều lần để có thể giữ được những cái information đó nó nằm ở trong tâm của chúng ta. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con hiểu biết về cái vấn đề học tập. Cái bài này đó, thường thường cái ông mà nổi tiếng mà ông có là John Dewey, mình đọc hồi xưa không biết đọc là Dewey đó, còn John Dewey, thì ông ta nói là cái sự mà ông ta viết một cái tác phẩm tên là How the Mind Works, tức là cái tâm của chúng ta làm như thế nào, học như thế nào,
Vì vậy cho nên cái sự việc mà chúng ta phải chép đi chép lại, học đi học lại, đọc lớn lên để lỗ tai nghe, mắt mình nhìn cái hàng chữ, rồi miệng mình đọc lớn lên, rồi tai mình nghe, thì tất cả những cái faculty trong con người mình đều là học đều biết. Thì nhờ như vậy thì chúng ta mới có thể nhớ được những cái điều mà chúng ta học tập. Kính thưa sư phụ, con xin cảm ơn những bài giảng dạy cũng như là câu hỏi của sư phụ để mà con học vi diệu pháp những cái bài mới sau này. Con xin trao mái là cho sư phụ và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú, xin truyền sự nguyện thông. Thượng tọa Từ Quyền ơi, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa Từ Quyền có một vài cái góp ý trong buổi khai giảng của lớp tháng pháp phổ thông ngày hôm nay. Dạ, thì tôi từng gặp internet rồi. Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, không biết Hòa Thượng còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Từ Siêu còn ở trước máy, xin Hòa Thượng Hoa Kỳ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng có còn ở trước máy không? Thưa quý vị, có lẽ Hòa Thượng Từ Siêu không còn ở trước máy. Chúng tôi muốn nhân buổi khai giảng ngày hôm nay đó để nói thêm về một điều. Lâu nay thì trong cái dịp mà trao đổi với chư Tôn Đức cũng như là những Phật tử học môn Thắng Pháp Abhidhamma thì chúng tôi thường hay đưa lên một điều rất là mong mỏi lắng nghe sự phát biểu của quý ngài cũng như là quý Phật tử đó, là làm thế nào mà chúng ta có thể nuôi dưỡng được sự yêu thích ở trong môn học này. Cái quan sát chung mà chúng tôi cảm nhận đó là những vị nào học Thắng Pháp đó, mà có cái tâm yêu thích môn học đó thì học dễ hơn, học lâu hơn và học tốt hơn là những vị mà vì lý do nào đó bắt buộc. Chúng tôi thấy có những vị mà học Thắng Pháp giống như là nha cơm bụi vậy đó. Nó hơi kỳ, nhưng nha cơm bụi nó khó nuốt thưa quý vị. Nó là một ở trong những điều mà có liên quan đến cái cá tính. Và đồng thời một mặt nào đó thì nó cũng là do cái duyên nữa. Chúng tôi thấy ở tại Tích Lan và tại Miến Điện đó, thì có hai cái sắc thái tương đối rất là rõ ràng, là những vị mà nghiên cứu và học Thắng Pháp mà giỏi mà ở tại Tích Lan đó, thì các vị này lại chú trọng đến rất nhiều về những cái ý tưởng, những cái suy tư về Thắng Pháp. Và những vị mà học Thắng Pháp mà ở tại Miến Điện á, thì thưa quý vị, lại là những vị mà chú trọng vào cái sự nằm lòng và sử dụng Thắng Pháp như một chìa khóa để đi vào trong thế giới Phật học. Vì điều này có thể là cái nhận định tương đối là chủ quan của chúng tôi. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi có nhiều lần nghe các vị giảng sư, và ở trong đó có ngài Ananda Maitri cũng là một vị thầy dạy chúng tôi về Thắng Pháp đó. Thì mỗi lần nghe ngài giảng Thắng Pháp thì chúng tôi có cảm tưởng như là ngài sử dụng điều đó để đem cái nguồn cảm hứng giảng một đề tài tương đối rất là quen thuộc,
lấy ví dụ như là giảng về duyên hay giảng về giáo lý vô ngã, ngài Nanamitri ngài hay nói một điều rằng rất là khó để một người có thể hiểu được giáo lý vô ngã nếu người đó không hiểu thắng pháp. Ví dụ như một người bình thường có thể nói rằng vô ngã là không phải là của ta, không có ai có chủ quyền độc quyền hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà để nói đến cái hiện tượng của năm uẩn sanh diệt do nhiều nhân nhiều duyên và không ai thì kiểm soát được tất cả cái nhân duyên này đó, thì ngài phải nói đến giáo lý vô ngã. Thật ra cái cách của chư tăng Tích Lan đó, thì thưa quý vị, thường chúng tôi thấy rằng các vị sử dụng thắng pháp như là một cái phương thức gọi là thiền xảo thù thắng để phô diễn những cái tư tưởng Phật học mà được tìm thấy ở trong kinh đại, nhưng mà lại khó có thể diễn đạt đầy đủ. Trong lúc đó thì chư tăng ở Tiếng Điện, thưa quý vị, đây là đa phần ở trong đó có ngài Vandita, ngài Tăng Bulu, là ngài Lady, ngài Silananda, mà những vị chúng tôi có học với ngài Silananda một phần và ngài Tăng Bulu một phần, nhưng mà chúng tôi có nghe nhiều bài giảng của ngài Vandita đó. Thì ở đây chúng tôi có một cái cảm nhận rằng các vị đó luôn luôn tin rằng chính cái sự trang bị kiến thức về thắng pháp đó, giúp cho một người đào sâu vào thế giới của Phật học, đào sâu vào tam tạng kinh điển. Nói điểm này thì nghe cũng hơi chủ quan. Tức là nếu chúng ta học theo cái nguồn cảm hứng mà chúng ta thường thấy ở những vị học ở Tích Lan đó, thì chính cái thắng pháp là một cái nguồn cảm hứng tạo những ý tưởng suy luận về cái thế giới ở bên ngoài, liên quan đến ngoại điển, liên quan đến thế giới bên ngoài. Trong lúc đó, đó thì các vị bên Miến Điện đó, thì xem cái việc học thắng pháp đó, đó là một cái lợi lạc để đào sâu vào trong tam tạng kinh điển. Và mặc dù khi quý vị nghe thuyết pháp, các vị không nhận ra được điều đó, nhưng mà khi ở gần rồi thì chúng ta mới thấy, chúng ta mới thấy là dĩ nhiên là chúng tôi phải nói một điều rằng ở tại Miến Điện hay Tích Lan đều có những vị gọi là bác lãm nguyên thông về thắng pháp hết. Nhưng mà cái chung chung mà nói về nguồn cảm hứng ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng có hai cái khuynh hướng khác nhau. Một cái khuynh hướng là nhờ thắng pháp để đào sâu hơn vào trong tam tạng, và một khuynh hướng khác là nhờ thắng pháp để chúng ta có thể nói lên những điều mà tương đối rất là tế nhị, vốn không thể nói được nếu chúng ta không có cái kiến thức về thắng pháp. Chúng tôi xưa đó là cái nhận xét chủ quan của chúng tôi thôi. Có thể là quý Phật tử khi mà mỗi người đi học đó, đều có một cái cách riêng, một cái nguồn cảm hứng. Cũng giống như khi mà chúng tôi qua bên Mỹ, thưa quý vị, thì có những vị mà hội nhập nền văn hóa Mỹ là vì muốn mình có được cái sự thành công về mặt xây dựng cái sự nghiệp cuộc sống. Có nhiều vị qua bên Mỹ xem như đó là một thế giới, mà trong thế giới đó làm giàu trên kiến thức, làm giàu lên trên tư duy của mình. Nó có nhiều cách, nhưng mà cái nào cũng là học hết. Cái quan trọng là chúng ta tìm được cái điệu nhạc trong lòng, tìm được nguồn cảm hứng. Chúng tôi được biết là Thượng tọa Tư Nguyền đã trở lại, không biết là Thượng tọa Tư Nguyền có nghe và có cầm biết được không? Nếu Thượng tọa Tư Nguyền có thể cầm biết thì xin Thượng tọa cho biết để tránh Thượng tọa chia sẻ một vài cái suy tư trong cái buổi khai giảng của lớp các bạn hôm nay. Quý vị có thấy Thượng tọa Tư Nguyền không? Dạ. Ô dạ thấy. Dạ con đang nghe, Thì tôi tuyên quyền hôm nay chúng ta có lớp khai giảng lớp thắng pháp, và có điểm này hỏi thì tôi tuyên quyền là trong
những năm tháng dài mà sống ở dưới mái chùa, thì Thượng Tọa có nhận ra rằng cái sự ảnh hưởng khuyến khích tác động từ những thầy tổ pháp lữ chung quanh đó, nó giúp cho Thượng Tọa tha thiết hơn với một tháng pháp. Bây giờ mình nói thí dụ như là nếu mà mình học tháng pháp mà chỗ một mình mà không ai học hết thì chắc hẳn là nó khác. Và khi mình tháng pháp, tại vì mình lớn lên ở trong cái lò tháng pháp, nhiều vị học cùng học tháng pháp, thì cái đó nó có làm cho chúng ta thích thú hơn và bỏ thì giờ nhiều hơn nghiên cứu không? Thì Thượng Tọa có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm cá nhân là cái ảnh hưởng của thầy tổ, của đạo bạn chung quanh đối với cái việc học thắng pháp như thế nào. Xin thỉnh Thượng Tọa tự nguyện. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, giờ thưa để chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp, chúng tăng kính lễ đến Ngài Sư Phụ Từ Siêu và Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Bi, Đại Đức Từ Đức Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện, thân chào quý tôn đức cùng chư Phật tử. Và kính bạch đạo và thượng, thì quả thật nếu mà nó có thể nói là buổi đầu tiên đó, thì chúng con được có một điều riêng con, và có thể nói là sư đá bối sư Phật Nhiên á, Thượng Tọa Pháp Nhiên thì rất là may mắn là phải nói rằng là được đời tu biết bao nhiêu lần về ví dụ pháp và Bali, rất là nhiều lần. Thì cái này thành thật mà nói cho quý vị biết, thì hồi nhỏ thì không biết cái gì hết đó, chỉ bây giờ chỉ kiếp đi học là học thôi, cho nên hoàn toàn tức là nhắc tới cái điều nào thì cũng không phải là lạ điều đó. Nhưng điều có mấy thí dụ như bảo mà nhớ hết, thí dụ như sư phụ Từ Siêu thì coi như là lão luyện, là vị thầy. Chứ còn thí dụ như khi nói tới những cái điều chia đều những cái điều liên quan đó, là cũng nói thật sự là may mắn chúng con, do coi như là mưa dầm thấm đất thì nó cứ ngâm tẩm hồi nào cũng hay. Thì đó là một việc mà cái đó là sự thật. Còn mà để bảo mà để thí dụ bây giờ như mà trường hợp mà cuối cùng thì để mà thấy nó hay, thấy nó có một cái nguyên tâm, nó có một cái đời sống mà nội tại của chính mình, nhiều khi mình suy nghĩ tới nó xuyên qua trên cái lý của vi diệu pháp, nhất là cái giá trị về chân đế, cái giá trị cuộc đời, thì lúc đó mới thấy à, thì ra vô tình mình học coi như là được những cái điều này, nó quá là tuyệt vời, nó quá là tốt đẹp. Thì khi mà lớn lên nó xíu đó, thì bắt đầu học dòng cái gia, lúc mà lớn á, thì tụi con mới cảm nhận được những cái điều đó. Thì học về dù học về duyên hệ, học về duyên hệ á, lúc đó phải nó rất là khó. Hồi nhỏ thì duyên hệ thì ngồi đó phải nó nghe thì biết vậy thôi, chứ hoàn toàn hồi nhỏ thì nó duyên hệ thì rất là khó. Nhưng rồi tụi con lớn lớn xíu tụi con cũng học được học qua, được nghe qua. Thì phải nói đây là một điều mà mình thấy nó trên một cái lý luận, trên một cái một cái cơ sở mà lý tính, mà tất cả chúng ta phải được hiểu, phải được một bài bản, một quy trình tốt đẹp, nó khác hơn. Chúng ta nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tất cả mọi thứ đó, mà theo cái tính của vi diệu pháp đó, thì nó khác hơn là cái lý bình thường mà chúng sinh mà nhiều khi hay hoặc là người này người nọ nói. Và có một điều, khi mà học được vi diệu pháp xong rồi, thì cái nào mà nó không như lời Phật thuyết lập tức quăng ra ngay cho tới. Đó là cũng là một điều rất là may mắn, là một điều tích thú, là chúng ta học vậy, chúng ta gieo một chủng tri kiến, chánh tri kiến đó, khi tự nhiên nó thuộc về cái tà giáo tà đạo vô một cái là đẩy ngay tức thời, tức là chúng ta không thể nào chứa được những cái virus đó, có thể nói là vậy đó. Thì và nó rất là bài bản, rất là thích thú. Thí dụ như quá thật thì nếu quý nhất mà chia pháp, nó có những cái chia pháp, nó liên hệ từ cái mối này bắt được cái mối kia, từ cái mối này nó liên hệ qua cái mối nọ, thì khi chúng ta học vô, chúng ta thấy được một sự liên đới, nó như là một cái toán số vậy đó, là cái dãy lũy thừa này thì nó tương ứng với lại cái lũy thừa kia, và như nó học hình học cho nó ở cái này đối với cái kia thì nó phải bằng cái này, phải có cái này, còn không có cái này tức là nó không hiện hữu được. Thì sự thật như vậy, cho nên tại sao người ta nói rằng nó khó là khó như thế nào,
Kính thưa quý vị, đầu tiên thì chúng ta nghe cái từ ngữ thì chúng ta cũng ớn ốc rồi. Nhưng điều mà quý vị rồi quý vị học cũng được. Thì hôm nay chúng ta chưa hiểu thì ngày mai chúng ta sẽ được hiểu. Hôm nay chúng ta chưa thông thì từ từ nó cũng thông thôi. Thì cái mà được như là các vị thầy á, thì đó là một chuyện khác. Còn cái mà chúng ta hiểu ở trên một cái gọi là cái căn bản, một cái thích nghi, một cái gieo duyên, một cái tức là chúng ta cũng được nghe, cũng được biết, thì đó cũng là gieo cái duyên lành, cái trí tuệ rất là lớn. Mà người mà có một cái giống được cái duyên đó rồi thì kính thưa quý vị, đó là chúng ta gieo một cái chủng chánh tri kiến rất là lớn, rất là đẹp. Và phải nói rằng nếu mà học được vi diệu pháp thì nó năng cái nhân sanh trí tuệ rất là cao. Nhân sanh trí tuệ rất là cao. Cho nên đứng từ cái nhìn của chính con thì hỏi rằng thí dụ như bây giờ để mà tạo một cái sự thích thú thì quả thật thì hồi xưa thì đông anh em muốn đại học lắm. Nó từng lớp tất cả đều phải học. Chỉ biết học thôi, không biết cái gì. Mà lúc đó tuổi trẻ mà sau khi lớn lên rồi thì cũng như thế, vào lớp học là chỉ biết học rồi cũng như từng buổi coi như là ngồi ghế nhà trường vậy đó, rồi cứ qua năm qua tháng và cứ rồi từng lớp này tới lớp kia. Thì phải nói rằng là rồi cái đó nó cũng là một cái động lực thúc đẩy là bây giờ mình phải học, rồi học rồi phải thi, rồi thi cử nó phải như thế nào, phải là bài bản, phải học bài, phải thi cho được. Thì phải nói rằng là đó là những cái mà cũng có sự thích thú chứ. Những điều mà để mà thí dụ như mà để mà bởi vì cũng như là không có cần chuyên một cách tức là bài bản, bởi vì cũng ỷ lại đó, bởi vì nhiều khi sau này sư phụ Tỳ Siêu cứ la hoài nó ba ly vì dụ pháp, mấy sư không có lo luyện lên là kẹt. Và nói cái này cũng tâm tình, con cũng nói thật cho hòa thượng biết luôn á, nhiều khi cũng suy nghĩ mình đếm trên đầu ngón tay để mà chúng ta có cái duyên để học. Mà nếu như giả sử như mà sư phụ Tỳ Siêu những cái việc dạy và những cái sự giảng thuyết của sư phụ nó không còn nữa thì đó cũng là một sự mất mát. Và chính con đã từng nói với sư La Bối, sư Bất Nhiên ấy, phải nói nếu như phải nói rằng mình trực tiếp cái lớp kế thừa, bây giờ xét đi xét lại đếm trên đầu ngón tay, mà chính tu với sư là một cái, nó là một chịu trách nhiệm với chuyện này. Nếu như mai sau mà nó bị vướng ngay chỗ chúng ta đó thì chúng ta cũng có lỗi đó. Thì tự anh em mình đây thì cũng nhìn nhận thấy như vậy và tự có cái sự cố gắng. Dạ, thì kính bạch hòa thượng, thì đó chính là những điều mà đó nói trên cái tình thật mà con được hiểu được biết như vậy. Dạ, con kính cung thỉnh hòa thượng trở lại nếu có điều chuyện cần bổ túc. Tôi kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Phật. Sa thú cái chân thượng tọa tự quyền. Thưa Phật tử, chúng tôi xin để quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Thưa quý vị, chúng tôi xin được đúc kết một số điểm liên quan đến buổi khai giảng hôm nay của giáo trình Thắng Pháp Phổ Thông, là chúng ta sẽ khởi đầu để học lại môn Thắng Pháp, mà qua đó chúng ta sẽ dựa lên trên những cái ý niệm rất là phổ thông để hiểu môn học này. Nó mang cái tính gọi là dẫn nhập, mà ngày xưa sư trưởng dùng cái chữ gọi là nhập môn. Nhập môn tức là chúng ta cần tìm những cái ý niệm phổ thông để đi vào và đi vào cái vườn hoa của chánh pháp. Và bên cạnh nói về ý nghĩa chữ thắng pháp và tại sao chúng ta dùng chữ phổ thông đó, thì chúng tôi cũng mới đề cập đến giáo trình, là trong cái giáo trình này chúng ta sử dụng cái giáo trình của ngài Anuruddha, tức là quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Nhưng mà chúng tôi sẽ có một bản dịch mới,
Và trong bản dịch này thì chúng tôi ngoài cái việc chú trọng đến phần thích văn, thì chúng tôi sẽ có phần bài ôn những điểm chính và bài trắc nghiệm, cũng như là bài học thuộc lòng. Những điểm này để làm thế nào mà chúng ta thường xuyên có thể có cái cơ hội ôn nhắc. Và đặc biệt thưa quý vị, một ở trong những điều mà tất cả các vị giảng sư đều muốn hướng đến khi giảng Tăng Pháp là làm thế nào để truyền đạt cái cảm hứng cho quý Phật tử. Nguồn cảm hứng này nó quan trọng, là bởi vì mình học á mà mình không có thích thú, mình học á mà mình cảm thấy rằng giống như là càng ngày nó càng như nhai gum bụi á, thì thật sự chúng ta không đi được dài được. Cho đến ngày hôm nay, ở trong lớp Phật Pháp Buddha-dhamma, sở dĩ mà chúng ta có nhiều môn học và giáo trình thường xuyên được thay đổi là tại vì chúng tôi cũng như tất cả chư vị giảng sư ở trong lớp mong muốn rằng quý Phật tử vào trong room sẽ tìm thấy được những cái thiết thực về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy, về mặt lý luận, và đặc biệt là để củng cố cái niềm tin của chúng ta đối với chánh pháp. Nếu chúng ta học Phật Pháp mà thấy rằng theo năm tháng mà cái tâm của chúng ta thiết hơn với việc học Phật, chúng ta cảm thấy rằng mong muốn nhớ nhiều hơn, học nhiều hơn lời Phật dạy, thì chúng tôi tin rằng là chúng ta thành tựu được một điều mà các bậc thầy tổ, các bậc tiền nhân đi trước đã để lại, là làm sao chúng ta là những người sinh sau đã muộn cách Đức Thế Tôn 25 thế kỷ mà vẫn còn tha thiết với cái sự tồn tại của giáo pháp, tha thiết để lắng nghe, để học giáo pháp, để ghi nhớ, và đặc biệt là sau này có thể đem áp dụng một cách thực tiễn, một cách lời lạc trong đời sống hàng ngày. Thì môn học Thắng Pháp không ngoài nằm ngoài những điều đó, và rất mong rằng chúng ta sẽ truyền đạt cho nhau cái nguồn cảm hứng trong cái việc ôn nhắc lời Phật dạy cũng như sự tu tập. Sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha-dhamma. Ngày mai này quý vị chúng ta lại có một buổi khai giảng như chúng tôi nói, đó là lớp Pháp Cú Pali, tức là học Pali qua kinh Pháp Cú, và vị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Siêu. Một lần nữa thì chúng ta lại có một cái buổi khai giảng, cũng là một cái đặc biệt ở trong tuần lễ này, một tuần lễ mà khai giảng hai môn học, hai giáo trình. Xin đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy Giảng. Sa thú lành thay, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mơ lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa di diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm lý, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường tâm chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy Giác. Bye.
tâm anh